Trên đây có mấy bé nhìn khá dễ thương nè. Đây có thanh niên lực lưỡng mới khiêng chiếc thuyền xuống nè. Đó. Một lần hai chiếc luôn rồi các bạn. Ghê chưa? Chào mọi người đến với kênh của mình Đặng Hoài Tâm Tubi. Thì đầu tiên thì chúc các bạn có một cái sức khỏe thật là tốt và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hiện tại thì mình đang ở Vũng Tàu các bạn ạ. Và sẽ quay một cái khung cảnh xung quanh cho các bạn xem nhé. Thế nè. Đồi con heo. Này là bãi sao các bạn ạ. Đó. Hôm nay thì thời tiết không đẹp mấy, nhưng mà cũng có rất nhiều người. Hiện tại là bây giờ là 6 giờ thôi, 6 giờ sáng. Đang lượn lượn đi kiếm gái ngắm mà. Đây. Cậu vàng. Cậu vàng. Thằng bé em mình tin là vàng luôn đó các bạn. Đó. Thuyền tay dắt này. Không phải thuyền tay dắt mà là cái thuyền ấy luôn. Thuyền bằng bằng nhựa luôn. Để nhận lên xem. Bằng nhựa. Các bạn quay khung cảnh sơ cho các bạn xem nè. Cắm nước ngọt trung tâm hồ. Bây giờ hiện tại là tầm khoảng 5-6 giờ, 6 giờ sáng đúng không Giang? Bây giờ là 5 giờ 57 phút các bạn. Hiện tại thì có rất nhiều người đang tắm ở dưới kia. Nhìn sơ và tổng quan thì mình thấy ở đây cũng khá là sạch các bạn. Chưa xuống mí đó, nhưng mà ở trên đường lộ đâu á là ít thấy rác thải đâu lắm. Chưa. Cái chỗ này đông lắm nè mọi người. Bữa nay mà phải thời tiết đẹp hơn một cái nữa là lý tưởng luôn. Các bạn à, thì hồi sáng giờ là ăn được một tô bún mực rồi. Và thấy cảm thấy là nó không có ưng ý mấy. Nó không được đậm đà như mà những tô bún mực mình ăn đã từng ăn các bạn. Và bây giờ thì hai anh em sẽ đi lượn vòng vòng. Vàng đâu? Thằng em mình nó ngại nó đi hướng kia các bạn. Đây có thanh niên lực lưỡng mới khiêng cái thuyền xuống nè. Đó. Một lần hai chiếc luôn rồi các bạn. Ghê chưa? Có đồ tắm kìa Giang. Đây nè các bạn, đây này có bán đồ tắm kìa. Đủ màu sắc. Và đây là cái bảng giá. Dù là thuê là dù ghế bố bằng nhựa phao tắm, nó có giá trên này hết các bạn. Và niêm yết cả nước uống luôn. Trên đây có mấy bé nhìn khá dễ thương nè. Rồi, trôi tới bên kia
từng con sóng nè các bạn à. Ở đây luôn à. Ờ, sóng mạnh mà. Rồi sóng sao sóng nha. Vớt lên được nguyên con cá sấu là thôi rồi nha. Đây là có cái sấu không hai? Ở trên đây là có những cái ghế bố nè bạn. Người ta có cho thuê hết luôn á. Mà bên đây có một cái team du lịch nè. Con phải biển ra anh em. Đây có mấy các bạn hot girl lại nè. Dưới biển có rất nhiều vỏ mấy con ngao nữa các bạn. Ướt mình nè. Ngoài kia là có cano nữa các bạn. Cái chơi cũng được ạ. Bây giờ con trẻ có thể còn đi được đi xa các bạn ạ. Nên mình sẽ tìm kiếm một cái công việc, đó chính là YouTube, để mình có thể đi được nhiều nơi hơn và không bị giới hạn bởi công việc là thứ hai, thứ sáu hoặc là ngày cuối tuần vậy các bạn ạ. Hôm nay thời tiết khá là mát các bạn ạ. Gió, có gió kiểu mà không quá mạnh nên cảm thấy trong người mình rất là thoải mái. Mặc dù bây giờ là buổi sáng sớm, các bạn có thể thấy là mọi người cùng tắm và hòa mình vào cái dòng biển ở đây. Nên mình cũng được hưởng cái sự vui nhộn đó các bạn ạ. Đâu 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 có mực thiệt hả? Nè. Con mực nó đi trôi vô bờ được các bạn ạ. Cầm luôn đi. Rửa đó lại. Bắt được con mực các bạn. Hiện tại thì ở đây có một cái chương trình của Tiger các bạn. Đây, ở phía trước này các bạn. Chiều có chơi là mình chơi mấy cái cano này các bạn. Mình thích mấy chiếc cano này hơn. Đây nè các bạn, mấy chiếc này lái mới đỏ nè. Đây nè các bạn. Giờ đang đêm mà gặp mình cũng hành. Ăn tại chỗ luôn. Bây giờ là mặt trời lên nè các bạn. Thì nó sẽ vui hơn. Hồi sáng mấy anh em mình đi đi chơi thì nó còn sớm quá. Hả? Tối nay em sẽ chạy đi vòng vòng kiếm mua cây đó. Bây giờ là biển bắt đầu nhiều người hơn các bạn ạ. À. Thời tiết cũng trở nên đẹp hơn nè. Đó. Đi Vàng ơi. Đặt người luôn. Nhưng mà thấy người nước ngoài các bạn ạ. Người Việt mình là nhiều.